Người kể chuyện tình, một chương trình truyền hình âm nhạc vô cùng đặc sắc, tái hiện những chân dung nhạc sĩ tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam cùng những chặng đường đáng nhớ của tân nhạc. Nay đã đến mùa thứ 7, những câu chuyện tràn ngập cảm xúc đi cùng những tác phẩm âm nhạc đã trở thành kỷ niệm đẹp của nhiều thế hệ khán giả, những hồi ức lần đầu được chia sẻ, những tri âm tri kỷ tái ngộ trên sân khấu, cùng với sự trở lại trên ghế giám khảo của danh ca Thái Châu. Từ những bài ca trữ tình tiêu biểu nhiều thập niên trước, những tình khúc quê hương ngọt ngào và tha thiết, đến những ca khúc góp phần một cuộc thăng hoa rực rỡ của nhạc Việt thập niên 90 và những năm đầu thế kỷ 21, sẽ đưa tới cuộc hội ngộ âm nhạc đầy hấp dẫn trong không gian đầy hoài niệm của Người Kể Chuyện Tình. Cùng chào đón 6 gương mặt Người Kể Chuyện Tình: Mạnh Nguyên, Hoàng Luân, Duy Juno, Như Mai Baby, Trúc Anh, Hoàng Ngân Ánh. Đón xem Người Kể Chuyện Tình mùa thứ 7 bắt đầu từ 21 giờ thứ năm ngày 15 tháng 6 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 16 tháng 6 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 2.